Xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Xin được kính chúc cho toàn thể cô dì, chú bác, quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin liên quan tới việc của thầy Minh Tuệ trong thời gian này. Thưa mọi người, thì hiện tại trong cái khu vực thầy đang cư ngụ thì cũng còn rất nhiều bà con từ khắp mọi miền Tổ quốc dồn về để muốn đảnh lễ và để muốn tức là cúng dường cho thầy những cái bát cơm hay là chai nước hay là những cái bánh ngọt vân vân, thì vẫn được rất nhiều người dân tán thán ủng hộ và đến để ủng hộ cũng như là đảnh lễ thầy. Thì ngoài ra còn có rất nhiều những cái vấn đề ngoài luồng, ví dụ như là lấy những hình ảnh, lấy những cái câu nói, cắt ghép những cái câu nói của thầy và làm tất cả nhằm cái mục đích câu view, câu like, nhằm cái mục đích để mà bôi nhọ, làm xấu đi cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ trong cái thời điểm này. Thưa quý vị, thì hiện nay thầy Thích Minh Tuệ cũng đã lên tiếng và cũng đã có những cái đề nghị tới cơ quan chức năng để mong rằng sẽ sớm giải quyết cho việc mà bôi nhọ danh dự của thầy cũng như làm xấu đi hình ảnh của thầy và bôi nhọ gia đình, cha mẹ cũng như anh em của nhà thầy Thích Minh Tuệ. Thưa quý vị, thì cái việc mà thầy vào trong cái công ty Thiên Định Tuệ đó mọi người, Phát Tâm Thiên Định Tuệ, thì cái điều đó là cái điều bắt buộc. Thực ra thì theo mình hiểu là trong lòng của thầy là thầy không muốn như vậy, thầy không muốn vào đó để ngồi một chỗ và sáng ra đi khất thực kiểu như vậy. Thầy vẫn muốn bộ hành, vẫn muốn tiếp tục trên con đường tu tập của mình. Và cái hình ảnh của thầy đã đem lại cho tất cả mọi người chúng ta những cái niềm hạnh phúc, những cái mà để cho chúng ta học hỏi từ thầy Thích Minh Tuệ. Nhưng hiện nay thì ngoài những cái chuyện đó ra thì còn rất nhiều những cái trang mạng, còn rất nhiều người hiện tại trên TikTok thì mọi người cũng biết rồi là cắt ghép hình ảnh của thầy, làm đủ mọi thứ để nhằm cái mục đích nói chung là chống phá hay gì mình không biết, hay là nhằm mục đích câu view, câu like thì mình không biết. Nhưng lấy hình ảnh của thầy đem ra để bôi nhọ, đem ra để phỉ báng, đem ra để mà quy chụp những cái điều nó không tốt, thì thầy Minh Tuệ hiện tại thầy cũng đang nói thẳng với quý vị là thầy cũng đã có được những cái đề nghị tới cơ quan chức năng là tới đây ai mà sử dụng những cái hình ảnh của thầy Minh Tuệ mà nhằm cái mục đích chống phá, nhằm cái mục đích mà bôi nhọ thì sẽ phải chịu cái tội trước pháp luật đó mọi người. Thì ngày hôm nay thì báo cũng đã đăng tải, thì mình cũng xin được cập nhật đến các quý vị và các bạn. Cái này là báo giao thông nha mọi người. Thì mình ngay lập tức mình sẽ cập nhật cho các quý vị. Quý vị chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình để chúng ta có thể nhìn rõ hơn những cái câu chuyện mà mình sẽ đề cập đến quý vị nha. Ông Lê Anh Tú, tức là thầy Thích Minh Tuệ, vừa viết đơn gửi các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân đề nghị người dân không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của mình lên mạng xã hội. Không tụ tập đông người làm mất an ninh trật tự cũng như là an toàn giao thông. Ở trong đơn thì ông Minh Tuệ viết, còn gửi đơn đề nghị đến các cơ quan chức năng, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, để đảm bảo cho việc khất thực tu học của con, mong muốn mọi người không tụ tập đông người làm mất trật tự an toàn giao thông. Thì mọi người có thể nhìn trên màn hình nhé, mọi người có thể nhìn thấy một cái bài viết của thầy. Thì cái này thì mình thấy báo giao thông đã đăng, thì mình đăng tải cho mọi người coi nhé. Mình sẽ đọc cái nguyên bức thư của thầy cho mọi người xem. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn đề nghị. Con tên là Minh Tuệ, kính gửi tới cơ quan chức năng và tổ chức, gia đình, cá nhân, xã hội để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, để đảm bảo, chữ thầy viết hơi khó đọc mọi người ạ, để đảm bảo cho việc khất thực tu học của con, mong mọi người không tụ tập đông người làm mất trật tự an toàn giao thông, không quay phim chụp ảnh và đưa hình ảnh của con lên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến quá trình tu học, đề nghị cơ quan chức năng
xử lý những ai đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của con, nguyện vọng của con, học tập 13 hạnh đầu đà, theo lời dạy của Đức Phật và theo quy định của pháp luật của nhà nước, được tốt đẹp ký tên ngày 8 tháng 11 năm 2024, Minh Tuệ. Đó quý vị, con đang là một công dân đang tập học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Con chưa phải là sư thầy, chưa phải là sư, thầy hay thần thánh là Phật gì cả. Con chưa đạt được thành tựu gì cả. Mong mọi người tạo điều kiện cho con tập học thì tốt đẹp. Ký tên là Minh Tuệ. Con đồng ý đăng tải đơn này lên mạng xã hội, Minh Tuệ. Đó quý vị, đây là cái bài mà thầy đã viết nhá. Cũng trong đơn này thì ông Tuệ đề nghị cơ quan chức năng xử lý những ai đưa thông tin về con lên mạng xã hội khi chưa được sự cho phép của con. Nguyện vọng của con là học 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy, theo quy định của pháp luật nhà nước, được tốt đẹp. Ông Minh Tuệ viết. Mọi người đợi em một chút. Đấy. Thực ra là nó đây đây, mọi người đợi một chút nha. Em nói cái này, ông Minh Tuệ viết này. Trong đơn, ông Minh Tuệ khẳng định mình chưa phải là nhà sư hay thần thánh. Con đang là một công dân đang học tập theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Con chưa phải là nhà sư, thầy, thần thánh hay là Phật gì cả. Mong mọi người tạo điều kiện cho con được học tập tốt đẹp. Đó. Trong diễn biến liên quan, nhiều ngày qua hàng ngàn người dân khắp mọi miền đất nước đã đổ về Gia Lai tìm đến huyện Iagrai khi hay tin ông Thích Minh Tuệ quay trở về địa phương bộ hành để mà khất thực. Đó. Mọi người đợi một chút nha. Công an Gia Lai cảnh báo, trước đó công an tỉnh Gia Lai phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, trong đó có trường hợp lợi dụng ông Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó, mọi người nghe thấy không? Công an tỉnh Gia Lai cho biết hành trình của ông Thích Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Đó. Có thời điểm hàng ngàn người dân hiếu kỳ đi theo, làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn giao thông ở một số địa bàn. Tháng 6 năm 2024, thì công an tỉnh Gia Lai qua phân tích thông tin cho thấy thì trong cái đoàn đi theo thầy Thích Minh Tuệ có 3/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh An Giang, thì có 16/130 TikToker, YouTuber đến từ tỉnh An Giang, đi cùng có 2/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh Kiên Giang. Thì có 12/130 người TikToker, YouTuber đến từ tỉnh Kiên Giang đi cùng. Đó. Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, trước hết mỗi người dân cần tôn trọng pháp luật, tôn trọng các quyền và cá nhân của mỗi công dân, không vì cuồng tín mà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ông Lê Anh Tú và gia đình ông Lê Anh Tú. Người dùng mạng xã hội cần tuân thủ luật an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo về việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn, việc lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai. Thưa mọi người, đây là một cái thông tin mà thật sự là mình cũng rất là mong muốn tất cả mọi người chúng ta hãy cùng nhau nâng cao cái tinh thần cảnh giác với những cái thế lực mà nó lợi dụng vào thầy Thích Minh Tuệ để làm những cái việc xấu. Cái thứ hai là mọi người yêu quý, mọi người tôn kính sư Minh Tuệ thì để cho sư Minh Tuệ yên tâm tu học, để sau này thầy thành chánh quả thì chúng ta sẽ còn được trông, còn được nhìn và còn được đảnh lễ theo một cái kiểu là nó không như bây giờ.
Thực ra bây giờ nó đang gây ảnh hưởng, rất là gây ảnh hưởng đến thầy Thích Minh Tuệ, là cái việc thầy tu tập nó quá khổ vì vì chúng ta hiếu kỳ, vì chúng ta nhiều khi chúng ta lại thương mến quá, nó trở thành một cái mà trên mạng bây giờ họ đang gọi là u mê đó mọi người. Thì mình thì thật sự mình là một trong những cái người mà cực kỳ yêu mến thầy, nhưng mà mình cũng rất là muốn vào để đảnh lễ, nhưng vì cái việc mà tập trung đông người quá nó sẽ ảnh hưởng tới cái an ninh trật tự, cái nhất, cái thứ hai là ảnh hưởng tới an toàn giao thông. Thế thì cũng rất là mong quý vị và các bạn trong và ngoài nước chúng ta thấu hiểu được việc này, hãy để cho thầy Minh Tuệ có được cơ hội tiếp tục bộ hành như những năm nào mà thầy vẫn đi. Bây giờ thầy ở trong công ty Phát Tâm Thiên Định Tuệ là thầy không được đi bộ hành như ngày xưa nữa. Thầy gần như là sáng đi khất thực một chút, thầy lại trở về. Trong đó thì nó bị bó buộc, nó bị tức là thầy cảm nghĩ của thầy là không được tu tập, nó không thành được. Cho nên là mong mọi người hãy tạo điều kiện, yêu quý thầy thì hãy tạo điều kiện cho thầy Thích Minh Tuệ, hãy tạo điều kiện cho thầy có một cái gọi là tự do về thời gian để mà thầy tiếp tục đi lại. Nếu để cho thầy đi lại như những năm trước thì quá tuyệt vời, thì cũng không ảnh hưởng gì tới ai cả. Mong mọi người chúng ta hoan hỉ là như vậy. Thế còn cái việc mà lấy hình ảnh của thầy để bôi nhọ, hiện nay rất nhiều trang mạng, kênh TikTok rồi YouTube lên mang hình ảnh của thầy lên trên mạng để bôi nhọ, thì cái đó chắc chắn rằng cơ quan bên pháp luật họ sẽ xử lý, và gia đình của thầy Thích Minh Tuệ sẽ có được những đơn để đề nghị xử lý những cái vụ việc như vậy. Và mình rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.